Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát về việc xử lý dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng theo nghị quyết 74 của Quốc hội tại huyện Kim Bôi. Đoàn đã đi khảo sát dự án đang hoạt động là khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng tại thôn Mờ Đá, thị trấn Bo. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và được điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2021. Đối với hai dự án đã chấm dứt chủ trương đầu tư là dự án khu du lịch sinh thái và sản xuất nước khoáng tại xã Vĩnh Đồng, dự án đầu tư xây dựng trường trung cấp nghề phát triển nông thôn Thiên Phú tại xã Kim Bôi. Nhìn chung thì các dự án trên địa bàn huyện Kim Bôi đã thực hiện trình tự thủ tục về đất đai theo quy định, nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, được nhà nước giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thực hiện dự án, chậm đưa đất vào sử dụng, nợ tiền thuê đất, chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Các đơn vị thực hiện dự án và huyện Kim Bôi đề xuất tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Bo, quy hoạch phân khu, khu vực thực hiện dự án khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng, đề nghị tỉnh xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động, thu hồi quyết định giao đất cho thuê đất đối với các dự án không thực hiện, chậm và không đưa đất vào sử dụng. Đồng chí trưởng đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến kiến nghị của các chủ dự án, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 4 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Quản lý Quỹ vì người nghèo tỉnh đã tổ chức họp báo cáo kết quả vận động quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 và kế hoạch vận động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Từ tháng 9 năm 2022 đến nay đã có 260 đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ với số tiền hơn 23 tỷ 600 triệu đồng. Ban quản lý quỹ đã phân bổ gần 21 tỷ 500 triệu đồng, xây dựng mới 387 ngôi nhà, hỗ trợ tặng quà cho hộ gia đình nghèo, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo. Công tác vận động xây dựng quỹ so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 13 tỷ đồng. Ban quản lý quỹ cấp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo thường trực tỉnh ủy, phương án hình thức tổ chức, tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo các nội dung lễ phát động. Qua đó, huy động sự tham gia hưởng ứng của các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Việc bình xét xây dựng nhà đại đoàn kết và các hình thức hỗ trợ khác đảm bảo theo quy định. Hội nghị đã thống nhất triển khai kế hoạch tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, thời gian vận động từ ngày 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2023. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 27.000 hộ nghèo chiếm 12,29% dân số đang cần sự quan tâm hỗ trợ về nhà ở, giúp đỡ về vốn, giống, sản xuất để ổn định cuộc sống. Ngày 4 tháng 10, Đoàn Hoạt động Xã hội Nhật Bản dự án Hạt giống Hy vọng đã đến thăm và làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Hòa Bình. Dự án Hạt giống Hy vọng thực hiện hỗ trợ học bổng cho học sinh là nạn nhân chất độc da cam dioxin tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Hòa Bình, thực hiện văn bản ghi nhớ được ký kết tại tỉnh Hòa Bình từ năm 2011. Trong 2 năm từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 3 năm 2013, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Hòa Bình đã triển khai dự án hỗ trợ học bổng cho 7 học sinh với tổng số tiền 72 triệu đồng. Nhờ nguồn hỗ trợ của dự án, các em có điều kiện học tập tốt hơn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng xã hội. Hiện nay, huyện Đà Bắc đang quản lý 60 cầu ngầm, trong đó có 55 ngầm, tập trung nhiều ở các tuyến đường thuộc các xã vùng cao. Khi mưa bão với địa hình độ dốc lớn, rất nhiều ngầm bị ngập, nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi sát diễn biến thời tiết mỗi khi có mưa bão, tổ chức lực lượng chức năng ứng trực, bổ sung hệ thống biển báo hiệu nguy hiểm, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi trời mưa lớn và nước lũ dâng cao, đồng thời tổ chức rà soát sửa chữa, nâng cấp các ngầm tràn đã xuống cấp. Bên cạnh đó, tuyên truyền khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cố đi qua ngầm khi có nước dâng cao. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác khi đi qua ngầm tràn nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Tính đến tháng 9 năm 2023, toàn tỉnh có 305 trên 516 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 59,11%, có 60 trên 129 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, đạt 56,5%, có 128 trên 129 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục đào tạo, đạt 99,2%. Để công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt hiệu quả, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường, bảo đảm các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, yêu cầu các nhà trường xây dựng giải pháp cụ thể để duy trì, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận lại đối với những trường đã hết hạn công nhận, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với những trường được công nhận lần đầu. Đồng thời, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của các trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương, ưu tiên quỹ đất cho giáo dục và đào tạo và tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ cho nhu cầu nguồn cung thịt lợn cuối năm 2023, hiện nay nhiều hộ dân đang tập trung tái đàn. Tuy nhiên, tình hình giá cả thịt lợn bấp bênh, giá thức ăn chăn nuôi cao. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 14 ngày. Điều này đòi hỏi người chăn nuôi cần có giải pháp tái đàn, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, để tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi. Tại trang trại lợn của gia đình ông Đặng Hùng Mạnh, ở khu phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, đang nuôi khoảng 100 con lợn nái và lợn thịt để cung cấp cho thị trường. Trước tình hình, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp. Để thực hiện tái đàn, ông Mạnh đã chú trọng công tác phòng dịch. Từ việc thực hiện nhập lợn giống của các cơ sở có uy tín nhằm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, đây cũng là điều kiện để ông Mạnh tính đến tăng với quy mô lớn hơn, đảm bảo xuất bán dịp cuối năm. Điểm này thì sẽ không cho ai vào chuồng, có nghĩa là nội xuất ngoại nhập, nghĩa là xuống chuồng của một người thôi để bảo đảm cho cái an toàn vật nuôi của mình. Chủ động tái đàn thì hiện tại gia đình còn hơn chục nái, bây giờ thì mình cũng tự sản tự tiêu thôi, đẻ ra là nuôi hết đến đấy. Thì đợt này cũng chuẩn bị có vài con đẻ, cũng đẻ ra mình để nuôi để phục vụ vào dịp Tết. Hiện nay, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh dao động từ 50.000 đến 55.000 đồng 1 kg. So với cùng thời điểm 2 tháng trước, giá thịt lợn giảm gần 10.000 đồng 1 kg. Được biết, nguyên nhân chủ yếu khiến giá lợn hơi hiện nay giảm là do tình hình dịch tả lợn châu Phi ở nhiều địa phương vẫn diễn biến phức tạp. Không ít hộ dân e ngại dịch bệnh nên chưa thể tái đàn ngay, mà chỉ tập trung xuất bán các sản phẩm chăn nuôi đang bị tồn đọng. Khuyến cáo bà con làm sao là phòng trừ các cái loại bệnh cho đàn lợn nuôi của hộ gia đình mình, và đặc biệt là cái khâu khử trùng chuồng trại, đảm bảo vệ sinh chuồng trại an toàn trong cái công tác nuôi. Thì cũng thông qua đó thì xã cũng thường xuyên phối hợp với phòng chuyên môn của huyện để có các cái đợt phun khử trùng tiêu độc trên địa bàn toàn xã, cũng như là các cái đợt tiêm phòng cho đàn gia súc vật nuôi trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng đàn lợn hơn 492.000 con. Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, có 11 xã tại 5 huyện là Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, Đà Bắc đang ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 14 ngày. Đối với cả chăn nuôi gia trại và những cái quy mô nông hộ, chúng tôi khuyến khích là bà con phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là trong cái dịp về cuối năm thì các cái về cái thời tiết nó giao mùa cũng như là các cái loại dịch bệnh cũ đều có nguy cơ phát sinh, và các cái đặc biệt là với các cái loại dịch bệnh mới thì đề nghị là chúng ta phải tăng cường về cái quản lý về cái an toàn sinh học và đảm bảo cái tiêm phòng các loại vaccine theo đúng quy định. Những tháng cuối năm thường được xem là thời điểm vàng để các doanh nghiệp, cơ sở hộ chăn nuôi tái đàn và phát triển đàn vật nuôi phục vụ nhu cầu thị trường. Vì vậy, việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, góp phần phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ổn định nguồn cung thực phẩm cho thị trường dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là một trong 10 chương trình trọng tâm được Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ 28 đề ra với mục tiêu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025,
Đảng bộ huyện Cao Phong đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các địa phương, huy động các nguồn lực, đưa công tác xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, đồng thời ban hành nhiều đề án cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới gắn với việc lựa chọn những phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025, chuyển biến rõ nét nhất ở Cao Phong là việc phát triển kết cấu hạ tầng. Sau hơn 2 năm, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt trên 500 tỷ đồng. Trong đó, quyết tâm tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi công cộng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tiến hành khởi công xây dựng một số công trình giao thông trọng điểm nối các xã, hoàn thành trên 30 km đường huyện và một số công trình giao thông nông thôn, vận động người dân thực hiện hiệu quả đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Quá trình tổ chức thực hiện là được nhà nước và nhân dân cùng tham gia, cùng thực hiện. Bởi vì trong quá trình thực hiện các cái dự án làm cái đường giao thông ở địa phương chúng tôi thì trong đó là có những cái người dân, hộ dân là cũng hiến tặng đất và hỗ trợ những ngày công để cùng góp những phần công của người dân để hỗ trợ vào cái tổ chức thực hiện của các cái tuyến đường để thực hiện tốt hơn. Hiện nay, tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm các xã ở huyện Cao Phong đạt 100%, cứng hóa hệ thống đường huyện đạt 100%, đường xóm, khu dân cư đạt 80%. Từ huyện chúng tôi cũng đã tập trung dành kinh phí của các nguồn, trong đó thì nguồn ngân sách huyện, ngân sách tỉnh, rồi nông thôn mới, rồi dân tộc miền núi để tập trung cho cái chương trình giao thông của huyện. Và đến bây giờ thì cơ bản về cái tiêu chí giao thông của tôi đã đạt về huyện nông thôn mới. Nhưng tuy nhiên, đối với những cái đường mà đã được đầu tư nâng cấp ở cái giai đoạn trước đây, thì đến giờ thì cũng đã trên 10 năm, thì cũng vẫn cần rất nhiều những cái phải duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp. Thì đối với huyện thì quan điểm của huyện của tôi và từ giờ đến 25 thì sẽ cố gắng và sẽ tranh thủ các nguồn vốn để nâng cấp các tuyến đường này. Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống hạ tầng quan trọng khác như thủy lợi, trường học, y tế, hệ thống lưới điện công nghệ thông tin cũng được đầu tư nâng cấp và ngày càng hoàn thiện. Dự kiến đến cuối năm 2023, hai xã Thung Nai và Thạch Yên cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện theo lộ trình. Huyện cũng chú trọng đầu tư vào với đường điện. Trên địa bàn huyện hiện nay có khoảng độ trên 242 km đường điện. Hiện nay trên 99% người dân ở trong toàn huyện đã được sử dụng điện. Các cái cơ sở ví dụ như là trường học, thế rồi trụ sở làm việc của các cái cơ quan công sở thì hiện nay đối với trường học có thể nói là 100% là cứng hóa. Không có phòng học tạm. Đường xá đi lại ổn định. Đến nay, toàn huyện đã có 7 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong và Thu Phong, 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân đạt 17,9 tiêu chí một xã, tăng 2,12 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. Với mục tiêu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025, huyện đã đạt 4 trên 9 tiêu chí gồm giao thông, thủy lợi, điện, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. Còn lại 5 tiêu chí, huyện đang nỗ lực tập trung phấn đấu thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ các doanh nghiệp, chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ.